Sáng nay ngày 12 tháng 4 năm 2023, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện, 12 tháng 4 năm 1983, 12 tháng 4 năm 2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh huyện qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các địa phương trong tỉnh, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đọc diễn văn ôn lại quá trình thành lập huyện Kiên Hải và nêu những thành tựu đạt được trên chặng đường phát triển cho đến nay. Trải qua chặng đường 40 năm với không ít khó khăn và thử thách, từ một huyện với xuất phát điểm thấp, kinh tế xã hội chậm phát triển, đến nay kinh tế của huyện phát triển khá ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10 đến 11%, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 62,5 triệu đồng, tăng 20,5 lần so với khi mới thành lập. Trong đó nổi bật là khai thác phát triển hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, các dịch vụ du lịch. Với những thành tựu đạt được hôm nay là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ban ngành cấp tỉnh vào sự phát triển của huyện, đặc biệt là sự đóng góp công sức trí tuệ của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo quản lý của huyện qua các nhiệm kỳ. Ngày thành lập huyện thì tình hình nó khó khăn toàn diện á, có thể là đời sống nè, rồi đó là vấn đề văn hóa xã hội nè, an ninh quốc phòng nè, nói chung là mọi thứ đều khó. Hiện nay thì đó là đời sống đang lên, rồi đó là cái hộ nghèo thì không còn, hộ cận nghèo còn. Rồi cái đi lại rút ngắn được khoảng cách thời gian. Tiếp nối truyền thống xây dựng trưởng thành và phát triển của các thế hệ lão thành cách mạng, tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ huyện Kiên Hải, đoàn thanh niên huyện bày tỏ vinh dự, tự hào là cánh tay đắc lực của Đảng bộ, sẵn sàng tình nguyện xung kích đi đầu trong công cuộc đổi mới, tham gia xây dựng nhiều công trình xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục ra sức học tập, rèn đức luyện tài, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, thi đua lao động sáng tạo, chủ động trong ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đem tri thức làm hành trang lập nghiệp và phụng sự quê hương, nguyện đoàn kết đồng lòng, quyết tâm vì sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ, phát triển của quê hương Kiên Hải. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Kiên Hải đã đạt được trong 40 năm qua. Tuy nhiên, trước những yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội đối với biển đảo, gắn với nhiệm vụ đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh hiện nay, xây dựng và phát triển huyện thời gian qua còn có những khó khăn hạn chế về nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng lớn, môi trường biển nhiều nơi còn ô nhiễm, các vi phạm về bảo vệ tài nguyên, nguồn lợi thủy sản còn nhiều, nhiều tiềm năng của huyện chưa được khai thác, phát huy hiệu quả, nguồn lực cán bộ của huyện còn khó khăn. Nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống còn hạn chế. Đồng chí Lâm Minh Thành nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân dân huyện Kiên Hải cần trân trọng giữ gìn và phát huy những thành tích, kết quả đạt được qua 40 năm thành lập, xây dựng và phát triển, đồng thời phải nhận thức rõ những khó khăn hạn chế và thách thức của huyện trong thời gian tới, tranh thủ tốt thời cơ, vận dụng tốt các chủ trương, cơ chế chính sách để đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển bền vững trong thời gian tới. Tiếp tục phát huy hơn nữa sự đoàn kết nhất trí của Đảng bộ, chính quyền và khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của nhân dân huyện nhà, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo và ý chí quyết tâm cống hiến vì sự phát triển quê hương Kiên Hải, bám sát quy hoạch tỉnh để xây dựng triển khai quy hoạch huyện phù hợp khả thi, tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo của tỉnh để sớm đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân, tăng cường quản lý đất, nước, rừng, biển, tài nguyên thiên nhiên về môi trường, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023. 40 năm xây dựng và phát triển là một chặng đường dài, nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cũng đầy vinh dự tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kiên Hải.
với yêu cầu nhiệm vụ và kỳ vọng đặt ra phía trước là rất lớn, nhưng cũng sẽ nhiều gian nan, thử thách. Cùng sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở ban ngành tỉnh và sự hưởng ứng đồng tình của nhân dân, Nguyễn Kiên Hải sẽ vững niềm tin trên con đường phát triển toàn diện và bền vững. Trước đó, nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện, tối ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại Trung tâm Hành chính huyện Kiên Hải đã diễn ra chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng với chủ đề Huyện đảo Kiên Hải 40 năm bài ca quê biển, với sự tham dự của các đại biểu và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.